Em xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại cô chú anh chị các bạn trong video tiếp theo ngày hôm nay. Chứng hình của cô chú anh chị các bạn, đây là những hình ảnh của con đường Trần Phú ngày nay giao với con đường Lê Lợi, gần ngay vị trí của Bưu Điện tỉnh Khánh Hòa. Để bên tay phải thì cô chú anh chị các bạn sẽ đi vào con đường Lê Lợi, hướng đi xuống khu vực của chợ Đầm Tròn. Còn em đang lưu thông hướng này trên con đường Trần Phú, khi xưa là đại lộ Duy Tân. Hướng này em đang lưu thông là hướng đi xuống trung tâm của quảng trường, hội trường, chợ đêm. Dọc đoạn này của đường Trần Phú là rất là nhiều những cái cây nho biển này các bạn, bên tay phải. Và đoạn này là khu vực của biển Bát Tơ, Nha Trang. Video này em thực hiện được hôm nay là vào ngày 13 tháng 2 năm 2022. Giờ này cũng tầm khoảng 6 giờ tối rồi các bạn. Ở đoạn này là gần cái Sunrise Nha Trang này. Đúng hình của các bạn đó là đèn xanh đèn đỏ giao giữa con đường Yesen. Đường Yesen và con đường Trần Phú. Giờ mời cô chú các bạn rẽ qua con đường Yesen nhé. Hôm nay là ngày 13 rồi, ngày mai là ngày 14 tháng 12, ngày Valentine, ngày lễ tình nhân. Cho nên là đường phố Nha Trang vào ngày hôm nay cũng bán hoa rất là nhộn nhịp. Bán hoa dành cho các cặp tình nhân. Hoa ngày lễ tình yêu. Rất là đẹp. Quý vị các bạn rẽ qua con đường này, đó là con đường Trần Hưng Đạo. Trước hình của quý vị các bạn đó là những hình ảnh của tòa nhà Vincom, hai tòa tháp đôi cao 40 tầng nằm ngay vị trí số 1 của đường Trần Hưng Đạo luôn quý vị. Đó thì cái tòa nhà này bữa trước trước Tết là nhộn nhịp và rất là nổi bật luôn. Và tới ngày hôm nay em thấy là hoa cúc mâm xôi vẫn còn vàng rực và cũng còn rất là tươi. Những hình ảnh của trước Tết và trong Tết thì tòa nhà vẫn còn giữ nguyên này, để cho mọi người có thể chụp ảnh vui chơi. Rồi hoa nó tươi lâu kinh khủng luôn quý vị ơi. Đó, giờ này cũng có nhiều người chụp ảnh nè. Không khí Tết vẫn còn luôn. Đó, đây là cái cổng chính ở vị trí số 1 Trần Hưng Đạo. Cổng chính bên tòa bên đường Trần Hưng Đạo nè. Mai thì những cây mai thì giờ tàn hết rồi, cũng còn một số cây. Nhưng mà hoa cúc mâm xôi chưa tàn luôn quý vị. Cúc mâm xôi vẫn còn vàng rực và tươi rất là lâu luôn, vẫn còn rất là đẹp. Những chú hổ vẫn còn nguyên, không khí Tết vẫn còn. Tòa nhà này rất là cao quý vị. Hai cái tháp đôi nè. Ban đêm lên đèn led cũng nhẹ nhàng. Đẹp quá. Đường Lý Tự Trọng luôn này. Lý Tự Trọng giao với Trần Hưng Đạo. Một bên hông của đường Lý Tự Trọng của tòa nhà Vincom đang có chương trình gì á. Chắc chào mừng ngày lễ tình nhân quá. Có cái sân khấu ca nhạc. Trần Hưng Đạo này rất là rộng quý vị. Đi thẳng thì quý vị các bạn sẽ ra giao với con đường Lê Thánh Tôn và con đường Hùng Vương.
Bây giờ em mời cô chú chị bạn rẽ qua con đường này là đường Nguyễn Chánh. Con đường Nguyễn Chánh này khi xưa nó là đường Nguyễn Tri Phương các bạn. Gần khu vực đây thì trên đường Nguyễn Chánh thì có trường Đại học Khánh Hòa ngày nay. Khi xưa là trường La Sang Bá Ninh nằm gần cái góc của đường Trần Phú và đường Nguyễn Chánh. Trần Phú khi xưa là đại lộ Duy Tân, Nguyễn Chánh khi xưa là Nguyễn Tri Phương. Dạ, và góc đây là đường Hòn Hóa Thám giao với Nguyễn Chánh ngày nay nè. Đây, con đường Nguyễn Chánh ngày nay này, quý vị các bạn lưu thông thẳng nữa lên trên kia thì đó là khu vực của vòng xoay ngã 7. Nay khách du lịch đã bắt đầu đi du lịch trở lại Nha Trang nhộn nhịp rồi, cho nên là xe đồ, xe cá nhân đồ đổ ở dọc đây rất là nhiều, và các xe xích lô cũng như taxi rồi cũng hoạt động trở lại rồi các bạn. Đường phố vui hơn rồi, nhộn nhịp hơn. Sau Tết, trong Tết là khách đi du lịch Nha Trang cũng nhiều, và sau Tết thì vẫn cũng có một lượng khách cũng cứ đi du lịch. Nay là hoa cúc mà chơi Tết là bắt đầu là tàn rồi, người dân là đem vứt. Đó, ngay vị trí này là vòng xoay ngã 7 nè các bạn, bên mé của con đường Đinh Tiên Hoàng nè. Bán hoa sáp cũng như là hoa thật. Nhân dịp và ngày lễ tình nhân, lễ Valentine. Thị trường hoa năm nay thì em thấy là chủ yếu là hoa sáp là chính rồi. Hoa sáp, hoa hồng nữa nè. Hoa tiền nữa. Dạ chào anh. Hoa sáp, hoa tiền tờ 2.000, tờ 1.000, tờ 10.000. Nằm dọc vòng xoay của ngã 7. Đi qua đây là thuộc con đường Lê Thánh Tôn rồi các bạn. Dọc trên con đường Lê Thánh Tôn này cũng bán hoa ngày lễ tình nhân rất là nhiều. Và khu vực có vòng xoay ngã 6 nữa. Đoạn trước trường Phước Tiến nè. Bán hoa và gấu bông. Đó, bên kia của góc đường Bùi Thị Xuân và con đường Lê Thánh Tôn nữa. Bé bên hội người mù bữa giờ cũng còn ngồi đây. Đăng Tâm, Đăng Chổi. Đó, chỗ này hoa nữa nè. Wow, đẹp quá, nằm gần ngay góc một xe ngã 6 này. Sáp rồi hoa hồng. Đẹp quá, trời, hoa tiền nữa chứ. Đó, dọc một xe ngã 6 rồi. Trời ơi, bữa nay bán nhộn nhịp luôn. Nhộn nhịp rồi này. Đó. Ngay chỗ góc vòng xoay ngã 6 nè các bạn. Thị trường năm nay em thấy đa số là hoa sáp chiếm đỉnh. Đó, để đèn nháy nữa chứ, trời đẹp quá. Tạo những cái dòng chữ I love you rồi. Thị trường hoa Valentine năm nay có vẻ khá là nhộn nhịp quý vị. Hôm qua chỗ này chưa có hoa, về bữa nay cũng bán đầy hết luôn nè. Wow, dọc trên con đường Thái Nguyên. Và đây là những hình ảnh của con đường Thái Nguyên, đại lộ Gia Long khi xưa. À, đó.
Hôm nay là gần với công viên thiếu nhi quý vị, bên cạnh là quán cà phê Flamingo. Wow, hoa bán dọc trên đường Thái Nguyên này đẹp quá, khá là nhộn nhịp thị trường hoa vào những ngày lễ tình nhân 14 tháng 2. Để em đi vòng lại một vòng dọc trên con đường này cho quý vị xem nha. Đoạn này là gần Vincom, Vinpro. Trời ơi, xe máy này nhộn nhịp dữ ta. Đâu mà xe ô tô quá trời luôn á. Qua đường hơi bị khó luôn quý vị. Rồi, xe chạy liên tục không có khoảng trống nào để qua luôn. Mé dưới trung tâm thành phố đi lên hơi nhiều dữ vậy. Chỗ này bán hoa này vậy. Ôi hoa. Đó, chỗ này là bán hoa hồng. Hoa hồng, hoa hướng dương, đẹp quá. Cái này chủ yếu bán hoa thật không à, hoa hồng không à. Hồng đủ loại hết. Dọc ở phía trước trường Phước Tân 1 hả vậy? Khi xưa là trường Hưng Đạo á. Hoa dưới sô-cô-la. Rồi thú bông. Bên kia là những cái shop hoa trên đường Nguyễn Trãi đây rồi. Xung quanh vòng xoay ngã 6. Xung quanh vòng xoay ngã 6 rất là nhiều hoa ngày Valentine. Ở bên kia là các cái shop. Mấy cái shop này thì họ bán cố định hồi xưa giờ rồi, ngày nào họ cũng bán. Giờ nay ngày lễ tình nhân thì họ sẽ nhập hoa về nhiều hơn. Và cũng theo nhu cầu của thị trường họ cũng bán thêm hoa sáp nữa rồi. Mấy shop này là chuyên hoa tươi. 1, 2, 3, 4, 5 5 cái shop đường Nguyễn Trãi này. Thì các cái shop này quý vị mà các bạn muốn mua hoa ngày thường á, thì có thể cũng có thể mua đến đường Nguyễn Trãi này để mua, gần khu vực của vòng xoay ngã 6.
sốt chiên kho tươi. Đó. Wow. Những giỏ hoa rất là nổi bật. Và đây là những hình ảnh của con đường Nguyễn Trãi. Nguyễn Trãi khi xưa là đường Phước Hải vậy. Đường này là đường một chiều, hướng từ ngoài vòng xoay ngã 6 đi vào. Hai bên con đường Nguyễn Trãi này buôn bán rất là nhiều các cái shop quần áo, shop nam, shop nữ rồi cũng có hết đó rồi. Đa số là shop quần áo nhiều. Con đường này cũng mới vừa được làm lại, rất là mới, láng, rộng hơn. Và vỉa hè cũng lót lại luôn, lót gạch lại luôn. Và góc đây là đường Lạc Long Quân nè, giao với Nguyễn Trãi. Ở đây có shop kho nữa, kho Hướng Dương. Có xe xích lô này cũng hoạt động nhộn nhịp trở lại rồi các bạn, khách du lịch cũng nhiều rồi. Xe xích lô cũng như là taxi. Xích lô hồi xưa thì đạp bằng bằng chân thì nó mỏi chứ mệt. Thế ngày nay thiết kế bằng bình điện hết rồi, và thiết kế những cái dây đèn led cũng rất là nổi bật, rất là đẹp. Đó. Như chiếc xe xích lô phía trước quý vị có thể thấy là thiết kế bằng bằng bình điện hết rồi, không có cần phải đạp nữa, còi nữa chứ. Ôi, y như xe máy luôn rồi. Dạ, và ngay góc này là con đường Phù Đổng giao với đường Nguyễn Trãi rồi đường Trần Dục. Để bên tay phải và quý vị sẽ đi bên tay trái là quý vị sẽ đi vào con đường Trần Nhật Dục và con đường Phù Đổng. Phù Đổng khi xưa là Phù Đổng Thiên Vương á. Dạ. Và đây em đang đi, đây là những hình ảnh của con đường Cao Bắc Quát ngày nay. Đây, con đường Cao Bắc Quát khi xưa nó là đường Thọ Ngọc Hầu. Đoạn này của Cao Bắc Quát cũng buôn bán nhộn nhịp lắm. Dạ. Góc này là đường Lê Chân giao với Cao Bắc Quát. Con đường Lê Chân là một con đường nhiều người hay nói vui đó vậy. Hay nói vui. Hỏi con đường nào mà dài nhất ở Nha Trang? Đó là con đường Lê Chân. Bởi vì nó dài quá đi mỏi phải Lê Chân đó vậy. Đó là một câu đố vui hài hước. Có các quán cháo vịt này, lành này, luộc nướng, cơm, rồi vịt bảy chín, rồi nhìn vịt quay hấp dẫn quá vậy. Dạ, đây là những hình ảnh của con đường Cao Bắc Quát giao với Lê Hồng Phong. Lê Hồng Phong khi xưa là tỉnh lộ 4 và trước thời điểm đó nữa là con đường Lữ Gia. Thì khi xưa đường Lữ Gia thì từ ngay vị trí này chạy thẳng để bên tay phải là đi ra khu vực của Mã Vòng đó, là lúc trước chỉ có một đoạn đó thôi vậy. Ngày nay là rẽ bên tay trái quý vị có thể đi xuống tốt khu vực Bình Tân nữa. Con đường Lê Hồng Phong ngày nay rất là dài. Ngay góc này là đường Tố Hữu nè, giao với Lê Hồng Phong ngày nay. Thì có siêu thị Comart. Em đi qua đây là con đường Tố Hữu. Quý vị các bạn lưu thông thẳng trên con đường Tố Hữu này thì sẽ ra giao với qua bên cầu Quảng Trường. Đó là con đường đại lộ Quảng Giáp. Hướng này quý vị các bạn đi thẳng thì có thể lên khu vực của Diên Khánh, lên quốc lộ được luôn. Yeah. Ngay vị trí đèn xanh đèn đỏ này là con đường Đồng Nai nè, giao với đường Tố Hữu ngày nay.
Ủa, dọc đoạn này là các cái quán ăn uống nhộn nhịp lắm quý vị ơi. Cà phê rồi quán nhậu. Bún đậu nè, bún đậu này, rồi cà phê Surona nè. Bún đậu Việt. Bún đậu mắm tôm. Đó, rất là nhiều người ăn luôn. Rồi sinh tố này, rồi có bún đậu Trang Trang nữa. Wow. Rất là đông nè. Hai quán bún đậu nằm sát bên cạnh luôn. Rồi bánh ướt Sáu Minh. Đó, bên cạnh bún đậu là bún thịt nướng nè. Wow. Rồi bánh bao, rồi các cái quán lẩu. Nhộn nhịp ghê cái đoạn này. Gần khu vực của VCN Phước Hải này thôi. Góc này là con đường số 4 giao nhau với đường Tố Hữu ngày nay. Để bên tay phải thì quý vị bạn sẽ lưu thông trên đường số 4 hướng đi vào khu đô thị Lê Hồng Phong 2. Để bên tay trái thì hướng đi xuống khu vực Bình Tân qua các khu đô thị Hoàng Long cũng như là Phước Long, Phước Long 1, Phước Long 2 được. Và ngay góc này là cái tòa nhà của VCN Phước Hải. Dọc đây là bên tay trái quý vị các bạn là các cái chung cư CT3, CT2. Phía dưới là cũng bán ăn uống, quán cà phê, các quán ăn rồi, nhộn nhịp. VCN Phước Hải ngày nay thành một khu đô thị đẳng cấp gần trung tâm thành phố. Lúc trước khu vực này toàn là ruộng không quý vị. Ngày nay nó thành khu đô thị đắt đỏ, thu nhập cao, đại gia mới mua nổi mấy khu vực này. Và ngay vị trí này là con đường Vành Đai 2 này, giao với đường Tố Hữu này các bạn. Ngay vị trí này quý vị đã rẽ bên tay trái thì sẽ đi vào con đường Vành Đai 2, hướng đi xuống ngay cầu Bình Tân luôn. Đường Vành Đai 2 ngày nay là nó chạy dọc xong có đường rất là đẹp. Và ngay vị trí này là cầu Quán Trường nè. Hình như con đường Vành Đai 2 đó cũng đặt tên là đường Võ Văn Kiệt rồi các bạn. Quán Trường cũng lên đèn led rất là đẹp. Qua bên kia là con đường đại lộ Võ Nguyên Giáp, một trong những con đường rộng nhất và lớn nhất ở Nha Trang ngày nay. Ngay vị trí này đi Diên Khánh là 5 cây nữa vậy. Ngay vị trí của cây cầu Quán Trường đi thẳng nữa là lên Diên Khánh là đi 5 cây số nữa tới. Rồi. Thôi em xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn cô chú, anh chị và các bạn đã xem video. Rồi em xin mến chào cô chú, anh chị và các bạn ạ.